Sự tích hình thành xá lợi bí ẩn. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn để lại xá lợi? Huyền tích về ngọc xá lợi của Đức Phật viết rằng, vào năm 486, sau khi Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, đã để lại 84.000 viên xá lợi đựng đầy trong 8 hộp và 4 đấu. Con số này cũng tương ứng với 84.000 pháp môn của Phật giáo. Ngoài ra, có những bậc cao tăng và các tín đồ tại gia thành tựu công đức tu hành, sau khi vãng sanh cũng đều có xá lợi, như các đại sư Lục Tổ Huệ Năng, đại sư Hoằng Nhất, đại sư Ấn Quang, đại sư Thái Hư, đại sư Trương Gia thời cận đại. Điều đáng ngạc nhiên là sau quá trình kiểm tra vào năm 1974, các nhà khoa học phát hiện xá lợi răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang phát triển và tồn tại sự sống. Rốt cuộc, chúng có thật sự sống hay không? Bí mật nào để các nhà sư có thể hình thành xá lợi? Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay. Xá lợi tối thượng của Phật giáo. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã từng nói với các đệ tử rằng thân thể sau khi chết sẽ dần dần phân hủy. Vì vạn vật không thể trường tồn mãi mãi, cơ thể sẽ không đóng vai trò gì sau khi một người chết đi. Sinh mệnh chính của con người là ý thức, tất cả đều là chúng sinh. Nếu tu hành đến bậc giác ngộ, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi sự vướng mắc của lòng tham. Vì vậy, Đức Phật nguyện sau khi Ngài chết sẽ chọn hỏa táng cơ thể mình để chứng minh với thế giới rằng thể xác không quan trọng và ý thức là bản chất của con người. Những đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đã làm theo tâm nguyện cuối cùng của Ngài và hỏa táng thi thể của ông bằng củi sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, những đệ tử đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một số thứ lấp lánh xuất hiện trong ngọn lửa thiêu. Đó cũng chính là những hạt xá lợi huyền thoại mà ai nấy tranh nhau thờ phụng, cúng dường. Số xá lợi được chúng ta sau này biết đến bao gồm một hộp sọ, hai xương bả vai, bốn chiếc răng Phật, một đốt ngón tay cùng với 84.000 viên xá lợi. Con số này tương ứng với 84.000 pháp môn của Phật, có nghĩa là Đức Thế Tôn khi còn tại thế đã thông thạo 84.000 pháp môn. Trong số xá này, xá lợi răng Phật là thứ có giá trị nhất và cũng gây tranh cãi nhất. Bởi vì huyền tích kể lại rằng thế giới Phật Pháp có tổng cộng 4 xá lợi cái răng Phật. Một bị người trời lấy đi, một bị long tộc chiếm giữ, còn lại hai cái bị Raksasa hay còn gọi là quỷ La Sát đánh cắp và giấu ở một nơi bí ẩn, tung tích cũng không rõ. Một số Phật tử cho rằng phải có 7 hoặc nhiều hơn 7 viên xá lợi, vì Thích Ca Mâu Ni chỉ để lại 4 viên xá lợi răng và 3 viên trong số đó đã được phát hiện ở Trung Quốc. Điều này có vẻ không hợp lý, nên tính xác thực cũng như số lượng của xá lợi răng Phật vẫn chưa thống nhất. Nhưng đa số Phật tử cho rằng Thích Ca Mâu Ni chỉ còn lại 2 chiếc răng Phật và một chiếc còn lại trên thế gian. Một xá lợi răng Phật ở chùa Sri Dalada Maligawa, hay còn gọi là chùa răng ở Sri Lanka. Còn xá lợi răng Phật chùa Linh Quang ở Bắc Kinh, Trung Quốc, chưa hẳn là xá lợi răng Phật của Thích Ca Mâu Ni. Có thể đó là xá lợi do cao tăng cấp cao khác để lại. Nhưng đa số đều tin rằng 2 viên xá lợi này nhất định là xá lợi răng Phật của Đức Thế Tôn, cũng chính là số xá lợi răng bị quỷ La Sát cất giấu từ lâu. 2 xá lợi răng đánh cắp được tìm thấy tại Trung Quốc. Ngày 18 tháng 6 năm 1966, khi đang tham quan một ngôi chùa gỗ, một du khách bất ngờ phát hiện dưới bàn thờ Phật 3 tầng có một chiếc hộp bên trong chứa thất bảo của Phật giáo mà Thích Ca Mâu Ni từng nhắc tới, gồm vàng, bạc, lưu ly, hổ phách, hồng ngọc tủy, san hô, xà cừ và một cuốn kinh gấp lại. Người quản lý ở ngôi chùa gỗ sau khi kiểm tra thì phát hiện mặt sau của 4 bức tượng Phật bị hỏng. Những thứ này rơi ra từ lỗ hổng đó. Người ta phát hiện rằng có một bộ xương bằng gỗ bên trong bức tượng Phật. Có một vài cuộn giấy được treo bên dưới bộ xương. Nó nằm trong một cái rãnh với độ sâu khoảng 10cm. Khi nhân viên dùng kẹp sắt lấy chúng ra, một số cuộn giấy vô tình rơi xuống và chiếc hộp dưới bàn thờ Phật cũng từ đây rơi ra. 2 cuộn giấy được lấy ra sau đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và cuộn còn lại là hình ảnh những cây thuốc. Một thời gian sau, một số thợ mộc đã được gọi đến và bắt đầu sửa chữa tượng Phật. Người thợ mộc trong quá trình sửa chữa đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ. Có một thứ gì đó được giấu trong bức tượng Phật 3 tầng. Khi họ cẩn thận bí mật lấy ra,
thì thấy một chiếc hộp bạc bên trong cũng chứa thất bảo của Phật giáo và hai xá lợi răng Phật. Hai người thợ mộc đã bí mật mang chúng về nhà, nhưng vì quá vội vàng nên hai người họ để lại nguyên hiện trường, không khôi phục lại bức tượng Phật hoàn chỉnh, khiến cho sự việc bị phát hiện. Cảnh sát đã triệu tập họ và đã thu hồi được di vật văn hóa bị đánh cắp. Vậy tại sao có thể khẳng định hai chiếc răng Phật này là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Bởi vì trong kinh sách có ghi lại, cặp răng Phật đã bị lấy trộm thực ra nằm ẩn danh ở một địa điểm có thật, được gọi là Ứng Địa. Ứng Địa là vị trí của di tích răng Phật. Nó còn được gọi là Ứng Châu vào thời cổ đại. Điều này đã được ghi lại trong kinh Phật. Nhiều thông tin lan truyền rằng hai chiếc răng Phật được khai quật ở huyện Ứng Huyện có lịch sử hơn 2.500 năm. Tuy nhiên, xá lợi hình hạt trên răng Phật đã có lịch sử hơn 300 tỷ năm. Điều quan trọng nhất là độ cứng của những hạt nhỏ này tương đương với kim cương. Hiệp hội đá quý đã xem xét hai xá lợi răng Phật và đã trải qua cuộc kiểm tra áp lực 2.000 tấn. Xá lợi còn nguyên vẹn dưới cuộc kiểm tra áp lực 2.000 tấn. Vì vậy, tiến sĩ Cao Bân, người trực tiếp thực hiện cuộc kiểm tra, vô cùng tin rằng đây là viên kim cương huyền thoại của Phật giáo để lại. Cơ thể người bình thường không thể biến thành viên kim cương. Nó chỉ có thể được tu luyện bởi các nhà sư Phật giáo. Vị tiến sĩ còn cho biết, những viên xá lợi này không phải là giả, mà là những viên kim cương 6 cạnh vuông được hình thành tự nhiên. Cấu trúc bên trong của viên kim cương này rất hiếm và nó có cấu tạo tương tự với kim cương thiên thạch ngoài vũ trụ. Điều kỳ diệu hơn là khi vị tiến sĩ sử dụng kính hiển vi 1.000 lần quan sát xá lợi, đã gặp một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Giữa xá lợi có 4 vị Phật nhỏ vây quanh một vị Phật lớn. 4 vị Phật nhỏ này bao quanh tượng Phật lớn như những vị hộ pháp. Tại sao lại có phép lạ như vậy xuất hiện trong xá lợi răng Phật? Rất nhiều người tu theo đạo Phật, nhưng không phải ai cũng để lại xá lợi. Điều này có thể chứng minh sự thần thông Phật giáo là có thật hay không? Trong buổi diễn tại khu du lịch văn hóa ở Sóc Châu, người diễn giải về kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Cao Bân đã nói rằng xá lợi Phật này được phát hiện vào năm 1974. Khi chúng tôi sửa chữa ngôi chùa bằng gỗ và chỉnh trang lại tượng Phật bên trong, nó đã được Ban Phật giáo và Ban Di tích Văn hóa xác nhận và thẩm định. Đây chính là hình ảnh xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một chiếc được giữ tại ngôi chùa Phật giáo ở Sri Lanka, còn chiếc còn lại ở chùa Linh Quang ở Bắc Kinh, và hai chiếc còn lại là hình ảnh được treo trên tường của chúng tôi. Những bức ảnh này được chụp với 12 triệu điểm ảnh được phóng to. Chúng ta cảm giác nó rất to, nhưng những viên xá lợi thật chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Chúng rất cứng và bền hơn cả kim cương. Điều kỳ diệu nhất là những xá lợi di vật này không ngừng phát triển, nghĩa là chúng vẫn còn sự sống. Chúng chứa đựng sức sống và đại diện cho Phật giáo, hàm chứa trong sự kế thừa vô tận. Bí mật giúp các nhà sư hình thành xá lợi. Thứ nhất, các nhà nghiên cứu cho rằng sau khi một nhà sư lỗi lạc qua đời sẽ để lại di vật. Điều này có liên quan đến chế độ ăn uống của họ. Bởi vì phần lớn các nhà sư chủ yếu ăn chay, trong cơ thể chứa rất nhiều chất xơ và khoáng chất. Những chất xơ và khoáng chất này được cơ thể con người hấp thụ lâu ngày, trong cơ thể sẽ sản sinh ra một lượng lớn tinh thể phốt phát. Sau đó chúng kết tinh lại, dẫn đến hình thành những viên đá, bị hiểu nhầm là xá lợi huyền thoại. Nhưng lời giải thích này hầu hết mọi người đều không đồng ý. Sau đó, một số chuyên gia đã tiến hành kiểm tra chuyên môn về các yếu tố của xá lợi. Xá lợi chứa oxit nhôm, oxit canxi, oxit sắt, oxit kali, oxit magie. Điều này là do xá lợi là một loại cốt liệu được hình thành do quá trình kết tinh lại sau khi đốt xương. Ngoại trừ các oxit này, thành phần chính của xá lợi là silicat và phốt phát. Những chất này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên trái đất. Lò hỏa táng thường có thể đốt cháy một số hạt tương tự. Nhưng việc hình thành xá lợi từ xương cốt của những người bình thường chưa từng xảy ra. Nhiều người cho rằng có thể ảnh hưởng từ một số yếu tố, ví dụ như nhiệt độ, thời gian đốt, chế độ ăn uống. Mặc dù nhiều người trên Internet đã sử dụng xương động vật để đốt các tinh thể tương tự, nhưng nó không thực tế trong thời cổ đại. Thời cổ đại không có các công cụ hiện đại nào để đốt chính xác. Vì vậy, nhiều xá lợi vẫn không dễ nhận ra. Nên hiện nay, việc tìm hiểu nguồn gốc của xá lợi vẫn chưa giải thích được bằng khoa học. Nhưng trong Phật giáo, người ta tin rằng khi hành giả thực sự có thời gian để nhìn thấu và buông bỏ, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, thì khi hỏa táng thân xác có thể để lại xá lợi.
Thế nên cho dù các nhà khoa học có kiểm tra thế nào, cũng không thể phát hiện được chúng trong cơ thể của những người bình thường. Xá lợi chính xác là bằng chứng để lại của các nhà sư đã đạt đến cảnh giới của một vị Phật. Trong Phật giáo, có một cách giải thích rằng, xá lợi được tạo thành từ những giá trị của giới luật, thực hành theo những phương pháp mà Thích Ca Mâu Ni để lại. Vật chất năng lượng có thể được thu thập từ các không gian khác. Sau khi quay trở lại cơ thể, vật chất này sẽ tạo thành một viên thuốc trong cơ thể, theo trình độ không ngừng tăng lên, và tu luyện đến một trình độ nhất định, năng lượng thu được từ các chiều không gian khác sẽ hình thành nên xá lợi. Người tu luyện sẽ nhờ tu luyện mà đạt được rất nhiều thần thông và thoát khỏi xiềng xích của lòng tham. Xá lợi là mảnh vỡ còn sót lại sau khi tu hành, nên xá lợi là biểu tượng tối thượng của Phật giáo. Vì Phật Pháp là vô hình và phi vật thể, không ai biết Phật Pháp có tồn tại hay không, cách tu tập của bên kia có đúng hay không. Vì vậy, những bậc tu hành để lại xá lợi có thể thấy và sờ được để chứng minh cho các thế hệ tương lai rằng Phật Pháp là có thật. Những thế hệ sau có thể nhìn vào chúng để có thêm động lực, dùng khoa học để giải thích sự tồn tại của xá lợi, giải thích sự hình thành và ý nghĩa của nó. Dưới con mắt của tín đồ, điều đó không quan trọng. Mục đích của việc tu hành không phải là tu luyện để có được xá lợi. Như Đức Thế Tôn đã nói, những gì còn lại trong cơ thể không quan trọng. Thực hành là dành cho cấp độ ý thức hoặc linh hồn. Giải thích về việc trên mạng nói rằng bạn có thể thành Phật sau khi nhìn thấy xá lợi. Điều này chúng ta cũng không cần tin, bởi vì có quá nhiều người nhìn thấy hình xá lợi, nhưng làm gì có ai thành Phật, và cũng đừng phát triển đức tin này thành việc thờ cúng quá mức. Đức Phật lúc còn tại thế đã kiên quyết phản đối việc thờ cúng quá mức. Bản thân Ngài không muốn đệ tử chỉ chú tâm vào bản thân mình. Đệ tử của Ngài nên lấy Pháp làm thầy và không thờ phụng thần linh quá đà. Đức Phật không bao giờ tự nhận mình là thần thánh, cũng như không yêu cầu các thế hệ tương lai phải thờ phụng Ngài. Ngài luôn khuyến khích mọi người hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Ai cũng phải ghi nhớ điều này. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.